Mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nha. Thì bạn nào mà chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký kênh nha các bạn. Thì hôm nay thì mình làm video về cái chủ đề là trồng bí hồ lô, cũng như là sẽ trả lời câu hỏi cho một số bạn đã bình luận trong kênh của mình ha. Thì dạo gần đây á, thì mình chia sẻ cho anh em về cái chủ đề là trồng hoa Tết. Nhưng mà mình hứa với các bạn vào những cái video trước á, là mình vẫn trả lời cho các bạn về cái chủ đề là trồng bí ha. Thì hôm nay á, thì mình sẽ làm video mình trả lời cho một chị tên là Phương Võ nha. Thì chị này á, đã bình luận trong kênh của mình với một cái câu hỏi rất là hay ha. Thì chị này á, là có là trồng là một vài dây bí hồ lô, và chị này là cho nó bò leo vàng nha anh em. Nhưng mà cái giai đoạn mà bí của chị mà nó ra những cái nụ cái á, và nó mới bị vàng và rụng. Và chị này là hỏi mình á, là có cách nào mà để là khắc phục hay không. Thì hôm nay thì mình làm video, mình chia sẻ cái kinh nghiệm của mình cho chị, cũng như là những cái người bạn mà đăng ký mới á, cũng có thể là tham khảo ha. Thì mình trước khi mình chia sẻ cho anh em về cái cách khắc phục á, thì mình sẽ nói về là cái nguyên nhân ha. Thì đối với cái bí hồ lô này các bạn, mà cái nguyên nhân mà nó bị vàng và rụng á, thì nó có rất là nhiều cái nguyên nhân. Nhưng mà cái nguyên nhân chính á, là nó vẫn bị là ruồi vàng chích trái nha anh em. Là khi á, là cái dây bí của mình mà nó ra những cái nụ cái á, là cái thời gian đó cái dây bí của mình, cái trái bí của mình các bạn, cái da nó rất là mỏng luôn. Và khi mà ruồi vàng chích trái mà nó chỉ việc chích vô thôi là nó sẽ bị vàng và rụng ha. Thì đó là cái nguyên nhân chính. Còn cái nguyên nhân thứ hai nữa các bạn, là mình sẽ trồng vào những cái tháng mưa á, mà khi những cái nụ cái của mình á, mà nó ra những cái trái nhỏ đó mà gặp mưa các bạn, là nó sẽ bị là thối nha anh em. Cũng như có thể là nó bị vàng và rụng luôn, nhưng mà thông thường là nó sẽ bị thối. Thì đó là một trong những cái nguyên nhân mà bị về cái tình trạng là rụng trái ha. Bây giờ thì mình sẽ là giải quyết cái vấn đề đầu tiên ha, đó là ruồi vàng chích trái nha anh em. Thì khi mà dây bí của mình các bạn mà ở cái giai đoạn mà nó ra nụ và làm trái đó, mà nó bị ruồi vàng chích trái, thì anh em có thể là xịt phòng cái thuốc là Confidor ha, 200XL nha anh em. Thì thuốc này nó là 100ml và nó thuộc là dạng sữa nha anh em ha. Và cái chai thuốc của nó thì có bán tại là Dược Tư Nông Nghiệp luôn. Thì cái giá tầm của nó là từ là 130.000. Thì nếu như là anh em nào mà mua không được á, thì mình có để một ở dưới cái đường link mô tả của mình á, thì có một cái đường link anh em nhấp vào và mua ha. Anh em chỉ việc để cái địa chỉ là người ta sẽ ship cho anh em thôi. Thì đó là cái loại thuốc mà để mà cho anh em có thể là phòng cái bệnh là ruồi vàng chích trái mà nó làm rụng trái ở trên bí của mình ha. Nhưng mà cái loại thuốc này nó rất là hay nha anh em, là nó có thể là phòng được cái bọ trĩ luôn, cũng như là rầy. Tại vì cái dây bí của mình các bạn mà nó ở cái giai đoạn mà là từ 10 ngày tuổi cho đến là 25 ngày tuổi á, nó rất là nhiều cái bọ trĩ luôn. Nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái dây bí của mình là nó bị thung ngọn nha anh em. Nó anh em cần phải là xịt phòng những cái loại thuốc là trị bọ trĩ ha. Anh em có thể là sử dụng cái thằng Confidor này để anh em diệt rầy cũng như là bọ trĩ ha. Nhưng mà lưu ý á, là anh em là nên xịt vào cái thời gian là buổi chiều tối nha, thì nó sẽ là hiệu quả hơn ha. Tại vì cái loại thuốc Confidor này á, là nó chuyên về những cái dòng con mà chích hút á. Có nghĩa là những cái con gì mà chích hút như là ruồi vàng chích trái, anh em xịt một phát một là nó tiêu, nó chết hết. Là cái mình nên xịt vào cái buổi chiều ha. Còn những bạn mà trồng như là cái chị Phương Võ nè, thì mọi người nên mua cái thuốc phi bông á. Mình dẫn dụ, có nghĩa là mình trồng leo vàng, mình trồng ít á, thì mình nên mua những thuốc phi bông để mình treo, mình dẫn dụ và cho nó chết, thì nó cũng là rất là hiệu quả. Còn anh em nào mà trồng kinh doanh á, thì anh em là nên mua cái thuốc là Confidor để anh em xịt ha. Cái thuốc này á, là nó dạng sữa, nó rất là mát luôn. Anh em không có cần phải lo như những cái loại thuốc mà dạng nhũ dầu. Ví dụ như là Alpha Cua đi, thì nó là thuộc dạng nhũ dầu. Nhưng mà nhũ dầu của nó rất là ít, nó chỉ là 10 EC thôi. Thì anh em có thể là xịt được. Nhưng mà những cái loại thuốc mà từ là 50 EC, 75 EC, 125 EC á, thì anh em là nên né ra ha. Tại vì anh em xịt là nó sẽ bị là vàng lá và cháy lá ở trên cái dây bí của mình nha các bạn. Rồi thì cái cách pha thuốc nó như thế nào? Thì đối với mà cái thuốc chai thuốc Confidor này á, thì anh em mà trồng leo vàng á, thì anh em có thể là xịt với cái liều lượng như thế này. Anh em pha là từ 5 tới đến 7ml thuốc ha. Và anh em pha với cái bình là 8 lít nước thôi. Và anh em xịt cho ở trên cái dây bí của mình ha, thì nó rất là hiệu quả. Và cái thời gian cách ly của nó là tầm là 7 ngày nha anh em. Đó thì những cái loại thuốc của anh em là anh em khi mà anh em pha rồi, anh em nên để những cái nơi nào mà thoáng mát ha, để cho nó có cái hiệu quả hơn nha anh em.
Thì đó là vậy nha. Và bây giờ thì mình sẽ là chia sẻ thêm cho những cái người bạn mà mới trồng á, thì ở cái giai đoạn mà bí của mình á, mà nó đang làm nụ và nó bị rụng ha. Trong một cái trường hợp khác, đó là nó bị mưa nha anh em, thì anh em có thể là mua cái chai thuốc là phân bốn lá NPK bổ sung vi vi lượng ha. Đó là cái loại thuốc là 10-60-10 nha anh em, cộng TE ha. Và cái chai thuốc này nó rất là rẻ luôn, nó chỉ có là 32.000 thôi. Và nó là chuyên về là tạo mầm hoa ha. Và chai của nó là 100g nha anh em. Anh em có thể là anh em mua về anh em xịt ở trong cái giai đoạn mà nó đang làm nụ nha. Thì cái khả năng mà nó bị rụng ở trên cái dây bí của mình á, thì nó sẽ là hạn chế nhất cho anh em khi mà anh em gặp những cái tình trạng như là mưa ha. Thì anh em trồng bí á, thì anh em là nên trồng vào những cái tháng nắng á, thì nó sẽ là hiệu quả hơn ha. Còn những cái tháng mưa thì nó rất là dở luôn nha anh em, nhưng mà được cái thì giá nó nhỉnh hơn một tí. Đó thì đó là mình chia sẻ cho anh em vậy. Còn về cách trồng bí hồ lô cơ bản á, thì mình chia sẻ cho các bạn những cái người bạn mà mới trồng là như thế nào. Thì ở đây nè, thì khi mà anh em trồng bí á, thì anh em là nên trồng cái khoảng cách đó là từ 5 cho đến 6 tấc cho một gốc nha anh em ha. Và cái liếp cách liếp á, là nó phải từ 3m cho đến 3m rưỡi nha anh em. Tại vì cái loại dây bí này nó bò rất là dữ luôn. Nó bò là từ là 1m rưỡi đến 2m2 và thậm chí á, là 3m mấy luôn nha anh em ha, khi mà anh em lấy chèo nhiều. Còn chèo á, thì anh em chỉ nên lấy là từ 3 chèo thôi. Sung lắm thì anh em lấy 4 chèo và cái lượng trái á, thì anh em là nên lấy là tầm là mỗi chèo á, là anh em lấy là từ tầm 1 trái thôi. Có nghĩa là 4 chèo đi là mình sẽ lấy là 4 trái nha anh em. Thì cái chất lượng quả của mình á, thì nó sẽ rất là ok luôn. Nó sẽ từ 1kg hơn nha anh em ha. Còn nếu như mà anh em lấy trái nhiều ở trên một dây bí á, thì cái dây bí của mình á, cái độ dinh dưỡng mà để cho cái trái bí mình nó phát triển á, thì nó cũng không được tốt mấy. Nó tầm đâu là mấy lạng thôi nha anh em ha. Và thậm chí nó rất là đều luôn ở những cái trái ngọn. Thì đó là cái cách chia sẻ của mình. Thì bạn nào mà thấy hay thì hãy đăng ký kênh của mình ha. Còn sâu hơn nữa thì các bạn cứ bình luận ở bên dưới cái video của mình ha, thì mình sẽ là chia sẻ lại cho các bạn ha. Hoặc là các bạn có thể là vào cái phần là danh sách phát trong kênh của mình á, thì các bạn bấm vào đó ha, thì trong đó là nó có đầy đủ những cái video về cái bí hồ lô này luôn. Và mình cũng đã là chia sẻ cũng như là trả lời câu hỏi cho những bạn trước hỏi mình nha các bạn ha. Thì các bạn có thể là xem lại để các bạn có thêm cái kinh nghiệm ha. Và đồng thời thì các bạn nên xem nhiều kênh khác ha, để anh em rút ra cái kinh nghiệm cho mình. Và mình ở đây là người chỉ là người chia sẻ thôi, anh em nên xem tham khảo nhiều kênh nha. Rồi thì mình xin được là mến chào.